Slayer Lane Tower is under attack. Dragon and Slayer have appeared. Slayer Lane Tower is under attack. You have defeated an enemy. An enemy has been defeated. Double kill. Our middle lane tower is under attack. An ally has been defeated. An enemy has been defeated. Our Slayer Lane Tower is an enemy has been defeated. Onslaught. An ally has been defeated. I'm going to attack. Your team has destroyed the tower. Bloodbath. Đến với bình nguyên vô tận. Sẵn sàng, kẻ địch sẽ xuất trận sau 5 giây. Ok, chào toàn thể anh em đến với channel của chúng ta. Trong clip này thì mình sẽ làm về việc tưởng cứu God. Một chất tưởng anh em phù hợp đó là cả ở vị trí đường dưng và cả vị trí ở khu vực đường tà thần. Nhưng mà cứu God đi đường tà thần hơn nhá. Ở trận đấu này thì đối đầu với Bi-Zan. Thì anh em thấy Bi-Zan chưa sử dụng chiều anh em ạ, nên là mình cẩn thận. Chứ Bi-Zan đâu trần nó rất khỏe ấy. Trừ khi nó sử dụng chiều 1 rồi anh em mới lao ra nha. Còn nếu nó chưa sử dụng chiều thì anh em đừng có lao ra. Bởi vì nó đang chưa chiếu để bắt mình á. Mà nó bắt mình cực kỳ là khó để chạy. Ở giai đoạn đầu trần thì Bi-Zan cái lượng sát thương rất tốt. Bây giờ mình có đó là chiều chạy rồi, nên là mình cũng có thể là chạy về được. Thêm cái tốc biến nữa thì Bi-Zan chắc là cũng không bắt được đâu. Còn đầu trần rất chi rất khó để có thể gọi là ăn được Bi-Zan. Giai đoạn phía sau thì thoải mái, anh em lên level 4 phát rồi thì thoải mái, khi đó không sợ bị làm choáng nữa. Thì trong clip này mình cũng sẽ phân tích cho anh em về chất tưởng cứu God cũng như trang bị bảng ngọc và phù hiệu dành cho vị tướng này. Thì anh em cùng mình theo dõi và phân tích gọi là điểm mạnh và điểm yếu của vị tướng này nhá. Ở giai đoạn đấu trần thì mình sẽ lên đôi giày hồ về anh em ạ. Ui, Bi-Zan của tem địch lao lên chơi, mình tốc biến né được Bi-Zan. Ui, trù ống bắn kia, trù bắn nhưng mà chết đủ đám. Ui, tôi xong thêm ông triều vẫn ạ. Ui, phát này mình giòn được hết lính rồi. Và cuối cùng thì phát đầu mình chất lên được level 4 anh em ạ. Và mình cũng phải lên bảng điểm số luôn. Hơi cắn nhờ, đâu trần vì gánh hơi gặp tí. Rồi bây giờ hiện tại thì mình lên level 4 rồi thì cũng không ngại cho lắm nữa. Thiệt là solo kill luôn anh em nhá. Bởi vì khi chưa có chiêu cuối thì tém bên địch như kiểu Bi-Zan nó hất tung các kiểu sẽ cực kỳ khó chịu. Còn có chiêu cuối thì sẽ khác. Bây giờ thì tém bên bàn hai người thì thôi. Mình lùi lại. Ui, hai người lao vào chơi luôn hổ báo thế. Có chiêu cuối rồi bạn ơi. Không hất tung được nữa, ăn được một người này. Rồi chơi luôn này. Này thì triều vấn. Này thì bắn trù này. Này thì bắn trù này. Double kill. Siêu lời rồi.
Ngày hôm nay hổ báo quá anh em ạ. Bởi vì lúc đầu mình chưa có chiêu cuối thì anh em thấy lao vào và thất túng thì mình không làm được gì luôn, hoặc là làm choáng mình không làm được gì luôn. Có chiêu cuối phạt bất chiêu cuối lên thì coi như hất tung và làm choáng vô tạc dùng. Quá đầu thêm mình gọi là đứng yên một chỗ mình quạt thôi. Các phi tường đấu sĩ thì phải áp sát mới sát ra thương được vào mình. Thì mình chỉ việc gọi là cứ bật đó là chiêu 2 lên và quạt anh em ạ. Đây bây giờ thì solo cứu thoải mái luôn nha. Bật chiêu cuối để không cho làm choáng làm trầm các kiểu này. Mất chiêu cuối chạy về liền. Thoải mái rồi. Tầm này thì nói chung solo cứu thì đối với Bizan thì anh em thoải mái chơi. Đến nơi dây hồ về nữa thì Bizan không làm được gì anh em luôn á. Mình sẽ ở đó là phân tích đó là về chiêu thức cho anh em một tí này. Về chiêu thức thứ nhất anh em lượt theo hướng chỉ định. Trúng mục tiêu thì sẽ gây sát thương làm chậm tốc độ di chuyển một tí. Bên cạnh đó thì khi lượt trúng tướng địch thì giúp anh em giảm thời gian hồi chiếu của chiêu 1 nữa. Còn chiêu thức thứ hai anh em kích hoạt lên thì sẽ đó là cương hóa đòn đánh thương. Bên cạnh đó thì giúp đó là kill god sẽ hồi phục máu khi anh em gọi là đánh vào mục tiêu, kể cả đó là công trình. Còn chiêu cuối thì bật thì giúp đó là kill god sẽ miễn gọi là trạng thái khống chế anh em ạ. Và càng đánh tướng địch thì thời gian đó là sẽ kéo dài, đó là miễn khống chế hơn. Thì đó là về phần chiêu thức khá là đơn giản thôi, không có gì khó cả. Đối với vị tướng cứu gót thì chủ yếu là anh em bật chiêu một cách hợp lý và áp sát và xả đám đó là vào tướng địch thôi. Rồi pha này hai người của tém địch, anh em thấy thì Enzo của tém mình cùng chuẩn bị lên nha. Và Enzo đáng tính gọi là tập hợp thì mình sẽ chơi luôn này, bật chiêu cuối lên này. Rồi ăn được một người của tém bên bàn rồi. Pha này thì mình lui lại một tí, ăn đó là cục máu này, quay trở lại chơi luôn. Và một màng dành cho mình, một màng dành cho Enzo. Dừng tem bên bàn thì gánh mình hơi nhiều, nhưng mà cải kịp thì chỉ một lần thành công và hai lần thất bại. Một điểm mạnh của cứu gót là khả năng lấy trù rất nhanh luôn. Kể cả rồi anh em kích hoạt chiêu 2 đánh vào trù thì vẫn hồi phục máu. Đây anh em thấy chứ, mình kích hoạt chiêu 2 đánh vào trù, lấy trù và vừa đó là hồi phục máu luôn. Với cứu gót thì anh em phải áp sát được tướng địch để có thể gọi là quạt và xả đám nhá. Đây ví dụ pha này thì Bizan này, kích hoạt đó là chiêu cuối, Bizan của tém địch mất đó là chiêu cuối chạy về rồi. Bật chiêu cuối rất nhanh anh em ạ. Và đối với cứu gót thì cũng phải bật chiêu một cách hợp lý cả. Thiếu chiêu cuối cùng dở mà thiếu chiêu 2 cũng dở nhá. Đặc biệt là thiếu chiêu 2 thì khi đó thì anh em sẽ khó đánh hơn rất nhiều. Ở trận đấu này thì đội hình của tay bên phản khống chế khá là nhiều, có ghi đủ này rồi có thế mà điêu thuyền nữa. Mà đối với chất tường cứu gót thì khắc chế rất tốt. Đấy điêu thuyền nó không dám lên đâu anh em ạ. Điêu thuyền lên là mình đánh cả người cả trù ấy, mình vẫn đang còn chiêu cuối nữa nên là chắc chắn thì tay bên bản không làm được gì. Vậy là thành công rồi, lấy được cái trù ở khu vực đường ta thân. Bây giờ ra lấy cái trù đường giữa nữa. Tay bên mình thì đang ở trên khu vực đường ta thân. Triều Vân này thì Triều Vân lên theo thiên đường semi anh em ạ, vừa có cống và vừa có thủ. Chứ không phải đó là lên theo thiên hướng. Đám pha này mình tốc biến nhá. Ok, pha này bật chiêu cuối quạt này. Rồi vẫn lui về một cách gọi là an toàn anh em ạ. Bây giờ thì Enzo tay mình lấy hỗ trợ quạt này, ăn được một người này, quạt này, ăn được hai người. Lần thứ tư. Không thành công đến từ vị trí của Triều Vân. Gánh 4 lần nhưng mà gọi là thất bại 3 lần rồi. Chỉ có lần đầu tiên khi mình chất lên được level 4 thì thành công. Không biết là có lần thứ 5 hay là thứ 6 gì nữa thì không biết. Hiện tại bây giờ thì ở khu vực đường rồng anh em thấy thì tại bên địch đang ép vào. Mình sẽ sử dụng cái cổng dịch chuyển này và cổng đến đó là đẹp cái trú nhá, bắt vào vị trí của Violet, nhưng mà Violet cháy rồi nên là mình sẽ đó là dọn dẹp hết lính trước đã. Violet vẫn đang cố gắng lấy cái trú khi mà không có lính. Cái trú thì cũng chỉ còn gọi là ít máu nữa. Đối với cứu gót thì điểm mạnh của vị tướng này là anh em thấy mấy lần mình thắng thế, 3 lần mình thắng thế trước đó là 2 vị tướng
Triệu Vân và Bí Gián là hai vị tướng đấu sĩ phải cần chiến mới đánh được mình, thì mình sẽ dễ dàng chơi hơn rất nhiều. Cứu gót điểm yếu đó là gặp các vị tướng cấu riệt từ xa, mình không thể tiếp cận được nó thì sẽ vô cùng khó. Thứ hai nữa là gặp các chất tướng cơ động, mình cũng không thể áp sát và xả thật thương được nó. Còn đối với các vị tướng đấu sĩ thì cứu gót sẽ cực kỳ là thích, hoặc là các vị tướng kém cơ động nha. Điểm mạnh của cứu gót là gì? Đó là khả năng hồi phục tốt này, lượng sát thương ở mức đó là ổn, lấy công trình cũng nhanh, và đặc biệt là không sợ các vị tướng hữu ứng khống chế. Tất nhiên điểm yếu của cứu gót thì anh em cũng biết rằng là độ khống chế của vị tướng này thì quá là hạn chế. Rồi pha này thì anh em thấy 4 người này, mình quạt luôn này, bắt ra đó là vào lên tem đích trước. Ui, đài địa chấn hất tung được 3 người luôn, ui ăn được 3 người luôn anh em ạ. Hay thế nhá, Toro một phá xử lý hơi bị hay luôn á, đài địa chấn hất tung được là 4 người, 3-4 người gì luôn ấy. Và mình ăn được là 2-3 người gì đó. Và team bên mình thì cũng gọi là lùng được thêm màng của Valentine bên bán nữa. Tất nhiên thì mình cũng bật cái màng chấm dứt mà pha trao đổi đó thì phải gọi là siêu lời rồi. Về phần trang bị dành cho đó là vị tướng cứu gót thì mình sẽ lên đó là vừa có công vừa có thủ anh em ạ. Đối với cứu gót bây giờ nếu mà anh em lên theo thiên hướng toàn là đám cả thì sẽ rất chết dễ bọc hơi luôn. Anh em lên vừa có công có thủ dành cho mình đi. Đầu tiên thì mình sẽ lên đôi giày, thì mình sẽ lên đôi giày kiến cương kháng hiệu khống chế. Bởi vì đối với cứu gót thì bật chiêu cuối miền được khống chế rồi nên là cũng không cần lên đôi giày kiến cương nhá. Rồi pha này tốc biển chơi luôn, nhưng mà không được rồi anh em ạ, chắc là phải lui về thôi. Quạt vai phạt rồi là cầu màu tướng địch. Ghi đu của tém bị quật lại và mình tiền ghi đu lên bảng điểm số, hay quá. Một phá gọi là tróc nả tốt đến từ Enzo. Món đồ tiếp theo thì mình sẽ lên đó là cái kiếm phân đi đánh theo phân trăm máu, giúp đó là kêu gót sẽ gọi là quạt tướng địch cũng sẽ thấm hơn, và thêm đó là có hút máu nữa. Rồi tiếp đến thì mình sẽ lên món đồ cấp 1 của cái khiến huyền thoại anh em nhé. Cái này thì giúp đó là công thêm giáp và giảm thời gian hồi chiếu, bởi vì thời gian hồi chiếu của cứu gót cũng rất quan trọng, giúp vị tướng này hồi chiếu sẽ tốt hơn. Sau khi đó là kiểu giai đoạn phía sau full đô rồi thì mình sẽ lên đó là hoàn thiện đó là cái khiến huyền thoại á, kiểu món đồ cấp 3 của món đồ cấp 1 của cái khiến huyền thoại, thì sau đó thì mình sẽ lên đó là hoàn thiện luôn. Món đồ thứ tư thì sẽ lên là cái thương khung kiếm, kích hoạt thì giúp đó là gia tăng thêm 40% miễn thương tránh trường hợp bị tém bên địch gọi là sốc đám. Món thứ tư năm thì sẽ lên một món đồ kháng phép là huấn chương trói, và cuối cùng thì lên đó là thương lóng giảm giáp giảm thời gian hồi chiếu. Biểu đồ này thì giúp thời gian hồi chiếu của cứu gót sẽ cực kỳ là tốt luôn. Rồi Triệu Vân lao lại quan quẹt nhưng mà ôi, vẫn ăn được màng của Enzo kia, mình ăn được màng chấm dứt của Vân gá. Triệu Vân tầm này nó rất khỏe đấy nhá, lên theo thiên hưởng tánh cơ nhưng mà đám cũng rất to. Phù hiệu thì mình sẽ sử dụng phù hiệu mã tính, thì khi kích hoạt chiêu cuối sẽ giảm thời gian hồi chiếu của các chiêu còn lại, vì anh em lượt chiêu 1 lên rồi sau đó quạt chiêu 2, thì khi kích hoạt chiêu cuối phá thì thời gian hồi chiêu 1 và chiêu 2 rất nhanh. Cái này thì mình đang thấy tầm nhìn của tém bên bàn án ta thân xế giá. Rồi cái này lao lại này, bắt là vào vị trí xa thủ tém địch này, lượt lên này, bắt luôn này, xa thủ tém địch mất tốc biến không chạy được, lên bảng điểm số, quay trở lại rồi là chơi luôn này. Mình ăn được ta thân xế giá rồi, quay trở lại chơi luôn ghi đu tém địch vật tiện ghi đu lên bảng điểm số. Một phá gọi là quả là lời, vừa ăn được ta thân xế giá vừa có hai điểm hạ gục nữa, quả là ổn luôn. Bây giờ thì mình sẽ thả đó là con rồng tiến phóng ở khu vực là đường rồng, bởi vì thể lĩnh ở đường đó thì đang lên là khá là cao. Rồi pha này thì vào can quẹt luôn này, ok tốc biển kẹp góc đường về này, ăn được một người này, chơi luôn này, quật luôn này, chạy đâu, ăn được hai người này, gọi là đuổi cho tém địch gọi là ở trong trụ cũng không chạy nổi. Ôi bo tô ra kia, ui tánh cho mình thì cảm ơn rồi, nhưng mà pha đỏ tánh hơi lâu thì phải. Pha đỏ bo tô rô lui về lại vẫn ổn đấy. Ôi không sao cả anh em ạ, cảm ơn bo tô rô rất là nhiều, nhưng mà pha tánh đỏ thì hơi lâu tí và bị trụ bắn lên bảng điểm số. Bây giờ thì anh em thấy đồ đạc của mình gần hoàn thiện nên là mình sẽ lên đó là cái món đồ cấp 3 cái khiến huyền thoại. Lúc này thì mình chỉ lên đó là cái găng bạch kiếm thôi, món đồ cấp 1 của cái khiến huyền thoại.
Còn bây giờ thì mình sẽ lên đó là phun cái kiến huyền thoại luôn nhá. Yêu đồ này thì thời gian giảm thôi, thời gian hồi chiếu của anh em sẽ mắc rồi, nên là vì thế anh em quạt đó là cùng rất chết là được nhiều. Rồi phần này thì ghi đủ khống chế thì mình càng thích anh em ạ, đừng yên một chỗ mình xả thật thương luôn. Hắn được ghi đủ và tém đinh thì cũng phải lùi về rồi. Lấy được một đường lính siêu cấp và cái trù ở đường giữa thì cũng chỉ còn một tí máu nữa, vậy là cũng khá là ổn rồi. Rồi bây giờ thì cổ đó là giao tránh, định ra bắt nhưng mà tém đinh thì lại lùi về rồi. Tém bên mình thì có xạ thủ đó là xeo cá thì được ngoài tâm trụ vẫn có thể lấy được trụ. Ui nhưng mà pha này thì xeo cá bị sạt thượng. Xeo cá lên bảng điểm số mình sẽ bắn trụ nhá, lấy trụ luôn anh em ạ. Có trụ triều vẫn định lao ra nhưng mà thôi lại quay xe rồi. Có ba lương lính siêu cấp rồi thì khá là dễ đánh rồi. Triều vẫn quay xe khá là nhanh. Rồi lại có đó là giao tránh ở khu vực gần bùa sánh của tém bên bàn, mình sẽ khép góc đường về này. Và này thì hết chạy nhé bạn ơi, chạy đâu, rồi bắt Triều Vân luôn này, kích quạt đó là chiêu cuối quạt cho Triều Vân lấy đống nổi này. Triều Vân đánh mình cũng mất máu rồi anh em ạ, mình cũng chưa cần bật đó là cái thương khung kiếm lên nữa. Rồi, Enzo quật đó là ghi đu ra. Mình bắn vào trụ gọi là tốc biến và quạt luôn, tiền ghi đu lên bảng điểm số, quạt luôn, quạt luôn, quạt luôn, đuổi gọi là tém địch vào, đó là tế đan. Lượng máu của mình thì cũng hơi thấp một tí, ui ui phải lùi về thôi, hơi thấp máu rồi. Mất đó là cái thương khủng kiếm thì mình sẽ bán lên đó là cây giáp hồ mình anh em ạ. Bởi vì mất nội tài của thương khủng kiếm rồi, lên giáp hồ mình thì sử dụng nửa đó là mất giáp hồ mình thì sẽ bán lên liêm đột mình, soàn sẵn đó là cái liêm đột mình. Về phần bảng ngọc thì sẽ sử dụng bảng ngọc 26% tốc đánh nhá, ngọc đỏ tốc đánh, chỉ mang ngọc tím tốc đánh tốc chạy và ngọc sánh, công vật lý và xuyên giáp. Đây là trang bị bảng ngọc và phù hiệu chuẩn chỉ nhất dành cho cứu gót rồi. Bây giờ thì ta thân xuyên giáp phần thứ 15 xuất hiện, bây giờ mình sẽ ping cho đồng đội gọi là tấn công chùi ta thân nhá. Ui thôi xong rồi, đi rắc của tém mình gọi là chơi hơi xa rồi. Cẩn thận mất ta thân xuyên giáp là toán đấy. Lấy được 3 đường nhưng mà ta thân xê ra thì rất nguy hiểm. Pha này thì mình sẽ khép góc để bắt tướng địch này. Đây pha này quỷ khống chế mình kích hoạt chiêu cuối lại chơi luôn này. Rồi dí vào hai xạ tướng chủ lực của tém bên bàn, ăn được màng của điêu thuyền rồi. Mất giáp hồ mình thì mình sẽ bán lên liêm đột mình, quạt luôn, quạt luôn, quạt luôn. Pha này thì khá là thấp máu đến từ vị trí của... Ui! Bị dính trường kìa. Pha này thì hơi lỗi anh em ạ. Mình tưởng là né một tí nhưng mà gặp ngay rồi ghi đu nó trường cho phạt. Nhưng mà anh em thấy ba con lính siêu cấp, ba con đề tục Toro nó quá là khỏe rồi. Đi rắc của tém mình bảo là cá hay quá. Hay bình thường. Và chắc có lẽ lên sẽ đó là tổng tấn công và kết thúc trận đấu luôn thôi. Bởi vì anh em thấy rằng thì chỉ còn mỗi mình gọi là vấn cá nữa, ở thế gọi là bất lực hoàn toàn rồi. Tém mình cũng không cần ăn ta thân xê giá nữa. Và trận đấu thì kết thúc ở đây rồi. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip nha. Bye bye. Chúc anh em luôn vui vẻ và leo rank thật là thành công.